Phó Tuấn chào cả nhà nha. Bữa nay Phó Tuấn phân tích cái kỹ năng chia bài cho các bạn hiểu được ở đâu là nghiệp dư, đâu là chuyên nghiệp, ở đâu là căn hạ, ở đâu là căn thượng. Thì đợt trước Phó Tuấn đã nói với các bạn là cái căn chia bài thì một là chia dưới thì có ba cái động từ, một là mục đích, hai là chia đáy, ba là chia hạ. Chia trên nó có hai cái động từ, một là căn thượng, hai là truyền đầu hay là truyền ngang đó. Thì bây giờ mình phân tích, tập trước là mình phân tích đó là cái căn là hạ, là ai là nghiệp dư, là ai chuyên nghiệp, rồi biết rồi người mục đích hay là chia đáy thì người ta gọi là gì, là gọi là nghiệp dư nghe không. Còn chia hạ thì ta gọi là chuyên nghiệp. Còn bây giờ cái căn truyền á, căn truyền á là truyền đầu á thì đó là một nghiệp dư nghe không. Truyền ngang nó gọi là đẳng cấp hay là mình quýnh căn thượng. Thì bữa nay Phó Hòa Tuấn sẽ dạy cho các bạn làm sao cầm một bài để quýnh được cái căn truyền ngang. Truyền ngang là cái căn, truyền ngang là cái căn cô lập nhất trong tất cả các bài. Có như vậy mình cầm một bài này là chỉ quýnh đúng một cái căn bài đó thôi, chứ không có sử dụng được cái những cái đòn khác được. Thì cái căn này là để dành cho những quýnh sập sám nè, hay là gì, quýnh tiến lên hay là phỏng gì đó thì rất là hay, chắc người ta xào chẹ thoải mái cũng được. Thì bây giờ bữa nay Phó Hòa Tuấn sẽ dạy cho bạn là phương pháp để luyện ngón, là cái máy đếm tiền là kỹ năng thứ nhất. Bởi vì cái căn truyền này là có 5 cái kỹ năng để luyện ngón và 10 kỹ năng để tập mình chia bài. Thì nó có rất là nhiều bạn. Bây giờ mình tiết lộ cho bạn một cái bí kíp là ai muốn trở thành một cầu thủ gì đó thì phải luyện được cái máy đếm tiền nha. Máy đếm tiền như thế nào, bây giờ ai muốn học thì theo dõi cái video Phó Hòa Tuấn. Thì Phó Hòa Tuấn sợ những người anh em đam mê cái sở thích của Phó Hòa Tuấn rồi cái đầu các bạn là không có theo dõi và học những cái phương pháp cầm bài của Hòa Tuấn á, các bạn học những người nghiệp dư trên mạng á, là tay chân nó cầm sai. Rồi sau này các bạn đến á, các bạn học á, Hòa Tuấn kiểm tra chỉnh sửa nó rất là khó hơn. Thì bữa nay mình làm cái video này á, là để làm gì, để dạy cho bạn cách cầm bộ bài như thế nào để quýnh được cái căn truyền nha. Giờ đầu tiên là luyện cái kỹ năng thứ nhất trước. Vì nó có 5 cái kỹ năng luyện ngón và 10 kỹ năng để chia bài nha các bạn. Chứ mới thành một cái căn bài, căn truyền chứ không phải tự nhiên muốn cầm mà cầm đâu các bạn nha. Có một ly tâm. Thì sao các bạn có này đến thì Phó Tuấn sẽ dạy cho bạn đàng hoàng. Bây giờ căn truyền là thế nào? Truyền á thì là gọi ở trên. Thượng thì cũng là ở trên. Ha. Truyền là một là người ta truyền gì? Truyền ngang gì đây. Cầm một bài gì là gọi là người ta biết được cái căn truyền ngang. Còn cái cầm một bài gì á thì một là người ta biết được căn hạ hay là căn thượng. Thượng thì như đây là lấy ra bài ra, giờ hiện nay là thằng đồng lấy ra thượng thì mình đẩy ra bài ra, đẩy hai lá nó song song gì đó ra, không đẩy chậm ra từng lá bài, chậm từng lá bài thì các bạn trước mặt các bạn không bao giờ thấy được lá bài đó. Đó đây là thằng đồng nhân tinh, đẩy nhẹ ra chậm nhẹ từng lá bài ra đó là căn thượng. Căn thượng nó rất là nhẹ nhàng, nó không nghe phi kêu các bạn, nó không nghe kêu gì hết, nhẹ nhàng từng lá bài đó. Thì đây là thằng đồng nhân tinh, mình đậm chậm rất là chậm chi tiết cụ thể đó, mình đẩy ra bài ra nhẹ nhàng đó. Đây là cái gì, đây là thượng. Mà cái thượng này á rất là khó tập các bạn. Thượng này nó có 5 cái kỹ năng luyện ngón đó và 7 kỹ năng để luyện cơ nhá. Đó chứ không phải chuyện bình thường, muốn cầm là cầm đâu đó. Bây giờ mình chia từng lá bài, chia hết bộ bài là lá bài của Yến Thinh cũng không sao đó. Đó chậm trước mặt bạn xem thì bạn coi thử hiện nay là thằng đập nó có nhận Yến Thinh không. Đó thì cái căn thượng này á thì Bố Cao Tướng cũng dạy luôn nha, dạy luôn mà có thể ngày sau này các bạn học trực tiếp thì Bố Cao Tướng mới dạy được. Còn bây giờ mình tiết lộ cho bạn cái phương pháp luyện ngón cái căn truyền ngang nha. Còn cái căn thượng này từ từ mình tập từ không sao nha. Rồi giờ lá bài này thích chia chậm, cái không có bình thường không có gì chứ, đẩy lá bài ra, đẩy cái lá bài bỏ xuống nhẹ này rồi bỏ nó nhẹ nhàng thế. Tớ nhớ là cái tay này đẩy ra thì cái tay thu về là làm sao các bạn thấy được lá bài Bố Cao Tướng lấy như thế nào không? Mình đẩy cái bài ra gì á, mình đẩy ra thì cái tay đưa qua thì tay này chụp, cái tay đưa qua là tay này chụp, tay đưa qua chụp, làm sao mà các bạn biết được ở đây như hiện nay trong này là hai lá bài mà các bạn tưởng đây là một lá đúng không, nó bị nó thường là nó rất là kín đáo với nhau, các bạn kín đáo với nhau và không thấy được. Bởi vì ở đây cái ngón tay này nè nó có một cái ly tâm, cái ly tâm này á các bạn đúng nơi đó thì không sao mà chịch nó tập cả đời chết cũng không được, bởi vì đó là cái bí kíp. Mình đẩy cho bạn xem, bây giờ hiện nay đây là ba lá bài nè, mà mình cũng như một lá nè, bốn lá đúng không? Đó, bây giờ đẩy cho bạn xem đây là một lá bài, đập. Mình đẩy ra đây là một lá, đẩy ra đây nè, đây nè. Mà đây là lấy một lá, mình đẩy đây là hai lá nó cũng như một lá. Mình đẩy ra ba lá nó cũng như một lá. Mình đẩy đây bốn lá nó cũng như một lá, thấy không? Rồi đẩy ra năm lá nè. Rồi mình nói từng giai đoạn rồi, nó bị cái tay, cái khuôn tay nó là cái cự ly các bạn. Như đây nè, đó, đầu một đồng, mình đang bốn ở đây.
Rồi đẩy đây là hai lá bài, ai mà dòm biết ở đây là hai lá bài. Đó, mình bạn chậm cho con coi. Rồi muốn đẩy là ba lá bài, mà ai biết ở đây là ba lá bài, bốn lá bài, sáu lá bài, ai biết đây là sáu lá bài, đúng không? Đó, bây giờ nó có khuôn tay, nó có cự ly các bạn. Giờ mình chia đây là một cây, rồi lại đẩy đây hai cây, đúng không? Rồi mình đẩy đây ba cây, đúng không? Mình đẩy đây bốn cây, rồi đẩy đây năm cây, đó, nó, rồi mình đẩy muốn sáu cây thì nó đã sẵn sàng rồi, từng đi tăng hết chưa? Điếm chậm như bạn chưa? Sáu lá bài, rồi đẩy năm lá bài, rồi bốn lá bài, rồi ba lá bài, hai bài, đó. Nó có ly tâm, nó có cự ly các bạn, đúng không? Thời sơ đến có tướng đã đào tạo cho các bạn, chứ không có khái cầm một vị là các bạn làm được đâu, phải có người thầy các bạn. Rồi bây giờ mình lại sao mình dạy cho bạn thuốc con chuyền, chuyền là thế nào? Chuyền là có thể như là người ta chấp người ta xào trẻ thoải mái. Ha, mình làm mẫu trước đây coi đồng sẽ chỉ cho các bạn xem bộ bài nó bình thường này. Ha, làm tùm lum ra này. Thì ai quấn bài cào mà hả sập xám tiến lên thì giá trị khỏe gì ấy, cũng không sao, quấn được cái căn này là ok nha. Đó. Bây giờ người ta làm gì nó lộn xộn một bài chưa các bạn không? Tùm lum nha đúng không? Rồi bây giờ mình bỏ xuống mình cắt chồng tùm lum như gì thì mình đâu có sắp bài theo thứ tự được đâu đúng không? Người ta làm tùm lum giờ người đâu có biết gì theo thứ tự. Rồi bây giờ mình lộn mẫu chia đoạn xem mình vuốt xuống cái, mình vuốt lên cái, đó mình thấy được tâm tất cả là bài. Mình phải có ngón thứ 6 thứ 7 nữa. Nha, chứ mình không phải mình quýnh như vậy là phải có ngón thứ 6 thứ 7 nữa chứ các bạn nha. Đó mà thấy mình nó rất là đẹp các bạn ha. À, ba tay đơn giản. Còn nếu mà quýnh này là mình Ấn Độ rất là dễ, Ấn Độ là rất là hay lắm, Ấn Độ là hay lắm cái trường hợp này. Không, trường hợp là quýnh Ấn Độ là sao? Có như dạng là mình chia ba lá thôi, 1, 2, 3, 4. Rồi như gì à? Như vậy là mình lấy được là ba lá bài rồi, không? Như là được ba tay là đủ ăn rồi, không? Ba tay là đủ ăn rồi, đó, được ba tay là đủ ăn thôi nè. Còn quýnh ST là quýnh họ hay hơn nữa, không? ST thì cho người ta chết luôn. Thì ba tay là ba tay 8 rồi nè, không? Ấn Độ rất là dễ, không có gì khó nha. Ăn độ bên Ấn Độ, ăn miền Tây người ta bên Ấn Độ đường. Ở mình chia bài cho mấy em 1, 2, 3, 4. Quýnh cái gì cũng được, quýnh bài gì cũng được. Đó, mình chia mình tới là bài mình thấy mình giữ lại đó bài nha. Nhớ mình giữ lại đó bài nha. Chia đều như vậy nè. Đó, cái tay của tướng chia đều nha. Rồi mình làm mẫu cho xem nha. Rồi bây giờ nào. À, mình muốn quýnh được cái căn bài này nó rất là dễ các bạn, không có gì khó, cho mình phải luyện ngón nha. Bây giờ đầu tiên mình sắp vào bài, mình sắp ngay ngắn thẳng thẳng này. Cái mình cầm cái đúng chứ âm dương này, đầu đóng này. Cái mình bỏ ngón út qua đây nha, rồi bỏ ngón trỏ ngón út qua đây. Rồi cái tay mình đây nè, cái tay ngón cái mình để đây nè nha. Bán lại xe ngay coi nè, dở hai con này ra, dở này ra, để con này cái dựa đây, mình để đây, mình vài xuống nha, để vài xuống gì, để cho đều nhau nha. Đều nhau mình phân liền cái máy đếm tiền, không từ lá từ lá nè. À, cho nó chạy đều nha. Liền con cái này cho giữ nha, liền con cái này cho giữ các bạn. Đó, rồi sắp ngay ngắn lại cho mình bài nha. Bỏ chỗ đây, hôm nay game bài nha. Đó, bài chưa có bỏ chỗ đây. Thì đã nhớ là ngón út nó sẽ giữ được trạng thái này. Ba cái này nó nằm ở dưới này. Cái lần chỉ ở trên của móng. Móng cái nằm ở phía trắng này. Đó. Rồi mình phân từ lá từ lá. Đó, từ lá từ lá. Lá từ lá nha, liền máy đếm tiền nha. Chậm thôi các bạn nha, không cần nhanh, từ từ nó sẽ quen tay, đập cái rất là mỗi cái ngón cái. Rồi xong rồi bỏ trỏ xuống, thả lỏng hai sắp ngay ngắn âm dương nha. Bỏ trỏ ở đây, ngón út đây, mình bài ra gì nè, để dở hai cái này ra nha. Dở đây là để cái dựa cái bệ này đây nè. Đó thì ba này để đây, thì mình tay này ngón cái để đây, mình bỏ xuống này mình bài xuống gì đó, thì đây này nó có cái giữ ly tâm, nó giữ đây rồi, mình tay mình để ngón cái để đây bình thường, mình ăn từ lá lá vậy. Đó, tập các bạn tập đi, tập đúng cái máy đếm tiền này không là sau này quýnh các bài này có đếm tiền thoải mái nha. Rồi sắp ngay ngắn âm dương, bọn út này hai này ra, xài xe ra này ra, nhớ là xe này ra nha, là để ở đây, để một cái đây, bọn út ở đây, để xuống này. Đó mình làm rất là chậm chi tiết, các bạn tập cứ tập chậm luyện máy đếm tiền là luyện con cái cho giữ nha. Thì bốc tướng sợ là các bạn á, là đam mê cái môn nghệ thuật mà chưa có điều kiện học á, thì sợ các bạn lên mạng á, là học những người nghiệp dư á, bị tập bị sai cái phương pháp, sai khuôn. Rồi sau này có các bạn có điều kiện học có tướng á, thì bạn lên á, thì bạn tập nhiều cái kỹ năng nó bị sai rồi có tướng chỉnh sửa nó rất là khó. Nên các bạn á, là dòm theo cái video này, dòm tới dòm lui nha, coi cái bạn có tướng tập nha. Ví như mình tại sao gọi là chuyền là thế nào, chuyền là nó cũng là trên chia trên đó, cứ như đây là thằng bồi đó, mình chia làm sao mà giữ lòng bòi này còn ấn kinh như hoài, nó bài còn ấn kinh hoài, làm sao giữ nó bài thân, nó truyền là gì này, gọi là truyền này, không truyền là giữ ấn kinh lại nó bài này, nó còn gọi là truyền, truyền làm sao mà thử thả lỏng cái này nha,
làm sao giữ lá bài này cuối cùng là giữ cầu vôi còn lá bài gọi lá là truyền, thấy không, xòe bài ra đây rồi. Hết một bài lá bài còn thêm thì sau này mình giỏi rồi á mình mới tập được ở đây này, mình nếu cái gì đây nó nhiều cái động tác lắm rồi các bạn nha, nhiều kỹ năng rồi mới quýnh được cái căn này chứ không phải bình thường nha, nó tới 50 kỹ năng liền ngón đó chứ mới quýnh được cái căn này chứ không phải cầm một bài mình dạy cho ban cầm một bài xem làm sao cho nó đúng, thấy không. Ok nha. Rồi bây giờ là mình sẽ quýnh cho cái thứ căn truyền cho bạn xem nha, một bài nó bình thường rồi nha, bỏ xuống kinh nha. Rồi nhớ mà truyền là phải biết, nhớ là truyền phải biết ngón nha, ngón bây giờ ngón xuống rút lên xuống cái nha, xè xuống cái mình truyền này 1 2 3 4 5 thì bây giờ 1 2 3 4 5 lấy lại này, nhảy lấy này trở về vị trí liền đó, gì là quýnh hai căn cùng một lúc nha, đó là hai căn cùng một lúc đó các bạn đó, quýnh hạ và thượng luôn nha, hạ và truyền luôn đó nha, một căn cho luôn nha. Chứ gì thì ai biết là bài là rút lên cái, rút xuống cái để mình thấy làm gì, mình rút xuống cái để mình thấy được lá bài ở dưới này thằng đầm, hiểu không đó, mình rút lên rút xuống cái là biết được lá bài ở trên thằng già, trên là dưới đầm thì mình thấy được hai lá bài rồi. Thì bây giờ ở trên mình chia động tác này chia bình thường hay 1 2 3 4 5 thì mình lấy nhớ làm sao lấy lá này cũng được, hay là mình chuyển tới lá bài ở dưới này, lá bài này không có lá bài thì biết là bài bị, mình thấy được hai lá bài rồi, bây giờ mình lấy hai thằng tay rồi, giờ mình muốn bao nhiêu thằng tay nữa thì cũng được, hay là muốn gì đó, giờ mình chia rất là dễ dàng, nó có gì đâu khó khăn, đúng không đó. Nó quýnh bài cao mà sập sám gì đó tại mình đó, làm sao mà quýnh được cái gì là ba tay là mình đủ ăn người ta rồi, ba tay là đủ ăn người ta rồi. Bài Ấn Độ mà ba tay sáu thì chết rồi nè, đúng không đó. Quýnh làm sao mà, bởi vì bài Ấn Độ nó dễ chơi lắm, bởi vì mấy lấy được ba tay là đủ ăn người ta, đủ ăn rồi, ba tay đủ ăn rồi, đúng không đó. Rồi mình làm mẫu cho bạn xem cái nha, mình xè bài chưa ra mình chia cho bạn xem nè, giờ quýnh Ấn Độ rồi. Nó dễ lắm, nó Ấn Độ là dễ lắm, không có gì là khó chứ. Bây giờ mình lấy bài cào không là hết là như vậy là nó ba tay rồi nè, đúng không? Thì bây giờ như vậy là còn nhiều ba lá sau thì lá hên xui thôi, đừng có quan trọng tới nó. Nhưng mà mình muốn lấy nữa thì lấy tùy thôi, đúng không? Mình muốn lấy nữa thì lấy thôi, đúng không? Rồi như vậy là mình đây là được nhiều tay là 6 tay các bạn, đúng không? Là 3 tay chính này nè, đúng không? Là 5 tay nè. Đó, 5 tay chính này ở đây thì chỉ chờ mà cứu thôi nha. À, quý vị Ấn Độ miền Tây là 6 lá là binh 6 lá, đâu là binh 6 lá đó. 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 Như gì thì như gì nha. Còn nếu mà mình quýnh cái gì thì bây giờ mình quýnh sập xám á thì mình chia thêm nữa thì cái này như gì là hơn đó, là nó được cái gì? Nó được vô đầm đó, cái tứ quý hay là vô già được cái gù lũ. Nó rất là dễ, không có gì khó chứ. Bởi vì các bạn á muốn học cái căn này á là dạy cho các bạn bán xả tới sân lui mới được nha, để có cái tay của cái tấn. Nhớ là bỏ chỏ xuống mình thả lỏng ra sắp hai ngày, sắp ngay ngắn nha, đầu này ngay ngắn âm dương còn chắc cái dựa lại, bỏ chỏ đây nó úp ở đây nha, dở hai này ra để đây à. Ai muốn học thì học, ai muốn học thì là xả tới xả luôn, mà mình xem tới xem luôn rất là nhiều lần đó, điện tức là từ lá này, đúng không, điện từ lá này nha. Quýnh bài cào thì dắt thì phé gì rất là dễ chứ, bây giờ có ngón thứ 6 thứ 7 rồi mà bạn quýnh rất là thoải mái, nghe không, quýnh rất là thoải mái, đúng không? Rồi đó, ba tay máy gì đây không biết nữa, ba tay máy nè, ba cũng bạch cũng là ba tay đó, mà ba tay máy như là chỉ là quýnh cho bạn xem ba tay năm, đúng không đó. Bán độ dễ chưa, còn quýnh xì dách thì dễ quá, xì dách thì rất là dễ luôn, tại sao xì dách nó dễ, bởi vì xì dách á là bạn biết là 1 2 3 4 5 rồi mình chia bài, không rất là xì dách thì rất là dễ, không rồi xì dách thì rất là dễ, như vậy là 20 mà đủ ăn rồi, mình 20 là làm đủ ăn rồi, 20 là đủ ăn rồi, xì dách nó dễ lắm, không gì khó, xì dách có 2 lá bài, nghe không, mình muốn lấy cái xì dách luôn cũng không sao, nghe không. Rồi nha, mình chia xì dách cho bạn xem luôn nha, mình làm 1 2 3 4 5 đúng không, đó mình chia chậm ra từng lá rồi, như vậy thì hiện nhiên là cái xì dách ở đây là mình được 2 tay rồi, đúng không. Đó. Nó đơn giản không có gì khó chứ. Đó. Rồi mình chia bài cho xem là nó có 2 lá bài nó dễ lắm nè. Chỉ dắt mà có 2 lá bài. 1 là 2 là 3 4 5. Đó như vậy rồi được 2 lá bài, thấy không? Thì đây là 2 lá bài. Mình muốn lấy 3 tay nữa thì mình chia thêm nữa là lấy 3 tay lấy cái bài cào. Thì mà Ấn Độ thì mình được 3 tay là cũng đỡ hơn người ta. Đó,
Đây bộ bài nó bình thường cho bạn xem nha. Để nói Phó Tuấn là bộ bài nó là này kia nha. Đó. Xào trẻ thoải mái, quýnh trăng xào còn trẻ là người ta cần chết nha. Khi các bạn học thì học có từng cơ bản chứ đi từ 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 mới quýnh được cái căn chia được các bạn, chứ không phải thích cái căn này là quýnh liền đâu. Bởi vì cái căn này là để cho những người đã trở thành là một cái ấy rồi, cái chuẩn rồi đó, rồi người ta mới mới được. Đó. Cái sự dắt đây rất là dễ, sự dắt trong hai lá bài à, đúng không? Sự dắt thì đều là đây là sự được cái sự dắt này, này, đúng không? Hai lá bài. Đúng không? Chia giờ sự dắt thì chia người ta trước. Giờ chúng quýnh đó thì người ta chia người ta trước, nghe tới mình, đúng không? Chia người ta trước, đúng không? Rồi. Giờ như vậy là mình được cái sự dắt này nữa không? Đúng không? Đó. Nó dễ sự dắt là dễ, không có gì khó hết. Ủa bài nó làm lộn xộn mình trải bài bạn xem nha. Nếu các bạn thấy cái video này rất là bổ ích, xem đây là một nghệ thuật, thì các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh và nhấn bấm chuông để theo dõi những video mới nhất của mình. Số điện thoại của mình là 0942 090079. Chào các bạn.